quà nhiều đấy. Chơi game không giờ hả? Đâu. Cầm lấy. Nên nghỉ trưa rồi mà. Nani? Cái tờ giấy mà ban nãy mình nhận được có ghi là mua PC 15 triệu được tặng quà 4 triệu cũng là vì cái con i3-10100F này. Thì về cơ bản là mọi người cũng đã biết rồi, i3-10100F là một con CPU có phân khúc 2 triệu đồng và cũng là một con CPU đang bán chạy nhất ở phân khúc đấy ở thời điểm hiện tại. Lý do là cái hiệu năng gaming của nó ngang ngửa với i7-7700 có xuất hiện cách đây khoảng 3 năm trước, i3 mà ngang với i7 nhá. Và bây giờ lại còn được tặng thêm cả một combo quà trị giá là 4 triệu nữa, tức nghĩa là quà còn đắt hơn cả cái sản phẩm mà mua. Thế cho nên là bây giờ thì hãy cùng điểm qua một số những cái phần quà mà các bạn nhận được và chi tiết về nó ngay sau đây. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021 thì khi mà anh em mua chip i3-10100F hoặc là i5-10400F tại Hà Nội Computer thì anh em sẽ được tặng kèm một code để lấy phần quà tặng, bao gồm với i3-10100F thì anh em sẽ được tặng 3 game. 1. Total War 3 Kingdom trị giá là 59,99 đô. 2. Là War of Warships trị giá là 20 đô. Và 3. Là Shadow Arena trị giá 20 đô. Tiếp theo là một bộ code Origin Access chơi free toàn bộ game AR với thời lượng là 10 tiếng một game trị giá là 4,99 đô. Cuối cùng là bộ 2 phần mềm XSplit trị giá 9,95 đô và Panel Essential trị giá là 49,99 đô giúp anh em trong việc livestream và vẽ vời. Tổng trị giá của bộ code này là 165 đô. Còn khi mà anh em mua i5-10400F thì anh em sẽ nhận được 4 game bao gồm là Serious Sam 4 trị giá 39,99 đô, 2. Battlefield 1 trị giá 19,99 đô, 3. Street Fighter trị giá 19,99 đô và 4. Shadow Arena trị giá 20 đô. Và còn lại cũng giống như i3, anh em vẫn sẽ có Origin Access, Split và Panel Essential với tổng trị giá bộ code này là 175 đô. Về chi tiết cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng kéo xuống, cuộn xuống cái phần mô tả phía dưới. Mình sẽ để lại link chi tiết tất cả những cái chương trình khuyến mại này ở đấy. Và với con i3-10100F mình đang có trên tay, mình sẽ build cho anh em một con PC. Anh em nhìn thấy trên bàn rồi, có giá là 15 triệu. Và để xem là với 15 triệu anh em bỏ ra này, anh em sẽ có thể làm được những gì cũng như là chơi những game gì với 15 triệu. Như ở trên bàn thì anh em sẽ thấy đây là con case Sama IM01. Bộ vỏ case được mình sử dụng hôm nay là một con case MATX. Tuy nhiên thì nó lại chỉ cao hơn NR200 của Cooler Master một chút. Cũng như cái xu hướng hiện tại là anh em sẽ nhắm đến những cái sự nhỏ gọn và gọn gàng cho cái góc gaming của mình. Tuy chỉ nhỉnh hơn NR200 một tí nhưng mà anh em hoàn toàn có thể gắn được những cái main MATX vào đây, và kể cả là nguồn ATX. Ngoài ra thì nếu mà anh em đang có nhu cầu muốn nâng cấp lên những con 3070 hay 3080 hay là đã sở hữu rồi và đang phân vân là có lắp được vào đây hay không, thì với kích thước trung bình của hai mẫu cảm đấy là 310 cho đấy là 320mm thì anh em hoàn toàn có thể gắn nằm ngang ở đây. Với cái kích thước của con SATA IM01 này nó là 335mm khi mà cạc nằm ngang với 4 slot, thì tức nghĩa là anh em vẫn có thể hoàn toàn tống nó vào đây được. Và như anh em nhìn thấy thì thay vì là chúng ta sẽ có 1 đến 2 mặt kính ở hai bên để có thể show ra được cái nội y ở bên trong, thì anh em sẽ có một cái tấm kim loại, đây là thép, thì nó sẽ có những cái lỗ ở đây để anh em có thể tối đa được cái luồng không khí từ bên ngoài hút vào, tăng khả năng tản nhiệt cũng như độ thông thoáng cho máy. Và về cơ bản thì anh em cũng có thể nhìn thấy, mình sẽ mở lại ra một lần nữa. Với bộ máy 15 triệu mình lắp cho anh em thì chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái đèn LED nào, thế cho nên là cái việc lắp kín vào thì nó cũng hợp lý. Tuy nhiên thì với những anh em mà sợ lỗ thì có thể không nên mua con case này cho lắm. Mà mình thì là người yêu lỗ, thế cho nên là nó chả vấn đề gì với mình cả. Và với cái độ hở như thế này thì kể cả là anh em lắp các cái fan case mà nó có LED hay là những cái bộ RAM RGB hay là thay những cái con tản hay những con cạc mà có RGB vào thì anh em vẫn có thể nhìn qua được thông qua những cái lỗ này, chỉ là nó không được đẹp và phô ra được cái sự trọn vẹn khi mà anh em sử dụng mặt kính mà thôi. Ngoài ra thì ở các cái mặt khác trên bộ case thì anh em cũng có thể nhìn thấy là chúng ta có rất nhiều những cái lỗ hổng nhỏ nhỏ. Và đây cũng là cái lý do tại sao mà mình bảo là những anh em mà có bệnh sợ lỗ thì không nên mua. Nhưng mà vì chúng ta có nhiều lỗ như vậy, thế cho nên là cái không khí như mình đã nói, nó sẽ được đưa vào máy nhiều hơn, và cái khả năng tản nhiệt của bộ máy MATX này nó cũng sẽ được đẩy lên một cách tốt hơn.
Và khi mà đi cùng với i3-10100F thì anh em sẽ không cần phải sử dụng những cái con main quá xịn như là B460, mà cái sự lựa chọn hợp lý nhất trong cái giá tiền cũng như là nó vẫn đầy đủ những tính năng cơ bản thì mình sẽ lựa chọn cho anh em con Adrock H410HVS hiện đang bán ở Hà Nội Computer với mức giá là 1.549.000 đồng. Về những cái linh kiện còn lại thì mình cũng sẽ lựa chọn cho anh em trên cái tiêu chí là: một là giá thành nó phải hợp lý để phù hợp với mức kinh phí là 15 triệu, hai là anh em sẽ có những cái hiệu năng đủ và phù hợp để anh em có thể sử dụng để làm việc cũng như là chơi game. Đầu tiên thì anh em sẽ có một cặp RAM Kingston HyperX Fury Black 16GB, và với cái dung lượng như vậy thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng để mà chạy đa nhiệm cũng như là làm các cái tác vụ khác, hoặc là bật nhiều tab Chrome mà không lo tràn RAM hay là giật lag. Tiếp theo thì anh em sẽ có bộ nguồn FSP HP500 đạt chuẩn 80+, cung cấp được cái nguồn điện cho toàn bộ bộ máy, và anh em hoàn toàn cũng có thể nâng cấp được những cái linh kiện khác nó tốn nhiều điện hơn, vì với 500W nó vẫn đủ. Về card màn hình thì mình sẽ build cho anh em con Inno 3D GTX 1660 Super, và về bộ lưu trữ thì anh em sẽ có một con Western Digital SN550 500GB, và với cái dung lượng này và tốc độ của nó thì nó là đủ để anh em có thể lưu trữ game này, cài Win và cài một số phần mềm thông dụng và sử dụng cơ bản. Nhưng mà nếu mà anh em có những cái nhu cầu cao hơn về lưu trữ cũng như là cài đặt thì với 4 cổng SATA trên con main này, anh em hoàn toàn có thể lắp thêm những combo như là SSD để cài Win này, SSD để cài game riêng này, một SSD cài phần mềm và một HDD để lưu trữ, hoàn toàn có thể. Về phần các cổng kết nối thì bộ PC này được trang bị phía trên là 2 cổng USB, jack cắm tai nghe, mic và nguồn. 4 chân đế của vỏ case sẽ được làm cao lên để nâng cao cái hiệu quả tản nhiệt để cho nó thoáng hơn đấy, và tăng thêm một chút về tính thẩm mỹ. Và tổng thể bộ máy sau khi mà hoàn thiện xong và đóng hết các cái cổng này lại thì chúng ta sẽ có một cái ngoại hình nó khá là đơn giản và chủ yếu toàn lỗ là lỗ. Với những người anh em mà yêu lỗ như mình thì không sao, nhưng mà sợ lỗ thì như mình đã nói, chúng ta nên chọn một cái vỏ case khác. Và về cơ bản thì nó cũng đã khá là thông thoáng rồi. Tuy nhiên là nếu anh em muốn nâng cấp thêm về hiệu quả tản nhiệt thì có thể gắn thêm những cái fan case và những cái bộ tản CPU khác mà Hà Nội Computer đang bán rất là nhiều mẫu mã từ các hãng khác nhau với mức giá là dưới 500.000. Và bây giờ thì hãy cùng đến cái phần test để xem là với 15 triệu cho cái cấu hình như thế này, anh em sẽ làm được những công việc gì cũng như là chiến được những tựa game như thế nào. Về tổng kinh phí mà anh em cần phải bỏ ra để sở hữu bộ máy này kèm cái đống quà gần 4 triệu là 15.463.000, và kèm theo các cái chương trình khuyến mại đến từ Hà Nội Computer thì anh em vẫn có thể trừ thẳng 400.000 vào giá bán của sản phẩm, thì tất nhiên nó chỉ còn có 15.063.000 mà thôi, và cái phần quà gần 4 triệu vẫn đang đợi anh em sở hữu. Thì anh em nghĩ sao về con PC này, nó có hợp lý với mức giá 15 triệu hay không, và cái phần quà kia nó có hấp dẫn hay không, thì hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng mình biết. Ngoài ra thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình, cũng như đừng quên bấm subscribe đến cái chuông nho nhỏ phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo. Mình là Vinh Tokuda.